Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay, Cửa Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu chè bắp nhanh gọn và đơn giản tại nhà. Chè bắp hôm nay là mình dùng hai loại luôn, một loại là bắp nếp cho cái món chè mình nó có cái độ dẻo nè, rồi mình dùng thêm bắp Mỹ nữa. Bắp Mỹ thì ăn nó sẽ giòn và nó ngọt, rất là ngon luôn. Mà có bạn nào thích ăn chè bắp không? Và khi mà ăn chè bắp á, thì mình sẽ chan ở đây thêm một ít nước cốt dừa nữa ha các bạn. Đây mời các bạn nha, chè bắp. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách nấu chè bắp tại nhà thì hôm nay Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để nấu chè bắp á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là 3 trái bắp nếp và 1 trái bắp Mỹ. Nếu mà các bạn không thích ăn bắp Mỹ thì các bạn dùng bắp nếp thôi cũng được. Nhưng mà mình muốn có cái bắp nếp để nó có cái độ dẻo và bắp Mỹ nó có cái độ giòn và ngọt thì mình dùng tỷ lệ 3:1 ha các bạn ha. 3 trái bắp nếp thì 1 trái bắp Mỹ. Rồi lá dứa các bạn dùng cho mình một bó nhỏ nhỏ như thế này. Bột bắp nè, nước cốt dừa, đường và một ống vani, xíu muối nữa. Nấu chè bắp tại nhà rất là nhanh gọn đơn giản luôn. Để mình nói sơ về cái bắp này một chút là khi cái bắp này khi mà các bạn mua về các bạn sẽ lột bỏ cái lớp áo lụa của nó nè, cái lớp vỏ nè. Những cái nào mà nó già các bạn bỏ đi. Còn những cái phần lá áo bên trong mà nó non thì mình sẽ giữ lại chút nữa mình nấu nước. Bây giờ mình gọt bỏ cái phần đầu nha các bạn, tại vì cái phần này đa phần nó bị héo và nó bị dơ bị sâu á, mình gọt bỏ đi. Thì cái phần ở trong này nó sẽ còn cái phần râu nè, mình sẽ sử dụng luôn cái phần râu để mình nấu nước thì nó sẽ rất là thơm. Nhiều người nấu chè bắp sao nó thơm cái mùi bắp á. Thì cái bí quyết để nấu chè bắp thơm ngon thì các bạn sẽ sử dụng luôn cái phần lá bắp non này, cái phần rau bắp và cả cái phần cùi bắp luôn ha các bạn. Tại vì nếu mà các bạn không có sử dụng ba cái này thì cái chè bắp của mình nó sẽ không có thơm. Mặc dù là các bạn cho vani vào nhưng mà nó cũng không có thơm nữa. Nên là nay khi mà các bạn mua bắp các bạn nấu, các bạn phải lưu ý ha. Mình lặt bỏ đi những cái lá già bên ngoài nè ha, cái lá của cái vỏ của trái bắp đó. Sau đó thì mình sẽ lấy cái phần rau luôn. Rau thì mình lựa cái phần ở trong nha các bạn, nó sẽ sạch và nó không có bị hư. Rồi thứ hai nữa, thứ ba nữa là mình lấy cái phần cùi luôn. Đó thì mình nấu như vậy thì cái chè bắp của mình nó cực kỳ thơm ngon. Đây là một trong những cái bí quyết mà những người mà bán chè bắp á, người ta chia sẻ lại với mình. Bây giờ mình chia sẻ lại với các bạn ha. Mình sẽ cho nó vào trong cái thau này, một chút nữa mình sẽ rửa sạch. Rửa các bạn rửa với nước muối loãng á cho nó sạch luôn. Mình đem đi nấu chè. Còn về cái bắp á thì các bạn đừng lựa chuyển trái mà nó già quá là được rồi. Các bạn có thể nói với người bán á, người ta lựa cho mình cái bắp nấu chè thì người ta sẽ biết là những cái trái nào ngon để nấu chè ha. Nó sẽ không quá già và nó không quá non. Nó già quá thì nó dai các bạn ha, nó dai nó sảm mình ăn, cái chè bắp á nó sảm sảm. Còn non quá thì nó không có đủ cái độ dẻo của nó. Nhất là bắp nếp nè. Ha, các bạn lột bỏ những cái bẹ già đi thì mình sẽ chừa, mình chỉ sử dụng cái bẹ non thôi ha các bạn ha. Cái bẹ non bên trong nè, đó. Ha, bắp nếp cũng vậy luôn. Về cái bắp á, thì sau khi mà các bạn đã rửa sạch rồi, mình ngâm muối loãng ha các bạn ha, ngâm khoảng 5 phút đi, rồi mình bào, các bạn dùng dao các bạn bào mỏng ra. Bắp Mỹ cũng vậy luôn ha các bạn, bắp Mỹ thì các bạn cũng bào mỏng luôn. Đây nè, trái bắp Mỹ nè, cũng bào. Ok ha, chuẩn bị bào xong rồi mình sẽ đem đi nấu chè. Bây giờ để nấu chè thì các bạn sẽ cho mình vào đây là nước, thì nó lượng nước thì nó tùy vào cái độ đặc và cái độ lỏng mà các bạn muốn ha. Thông thường với 3 trái bắp nếp á, thì mình sẽ nấu với 1 lít 25. Bạn nào mà muốn cho nó đặc hơn thì có thể giảm lượng nước. Rồi muốn cho loãng hơn thì tăng lượng nước lên. Ok, bây giờ đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là cái phần rau bắp cũng như là cái phần bẹ của bắp. Rồi, tiếp theo thì là cái cùi bắp, các bạn bẻ đôi ra. Nấu như vậy thì nó sẽ ngọt hơn ha. Mình sẽ bật lửa lên, các bạn nấu cho cái này nó sôi lên khoảng 15 đến 20 phút. Thì sau đó mình mới lấy cái nước này mình đi nấu chè thì nó sẽ cực kỳ thơm luôn. Thậm chí mà các bạn không cho vani vào thì cái chè bắp của mình nó vẫn ngon ha. Đậy nắp lại cho nó nhanh sôi cũng được. Rồi sau khi mà mình nấu được khoảng 15-20 phút rồi đó các bạn, nó ra hết cái chất ngọt cũng như là cái mùi thơm rồi thì mình vớt ra. Lúc này cái nước nó thơm cực kỳ luôn. Mình sẽ múc một ít cái nước này ra ha các bạn, để chút nữa mình pha bột bắp. Khoảng 2 muỗng canh thôi được rồi. Chờ cho nó nguội mình cho bột bắp vào mình pha. Bây giờ mình sẽ cho bắp vào. Khi mà cái bắp nếp này các bạn nấu chín thì nó sẽ tạo cái độ sánh đặc cho cái món chè của mình.
Nhưng mà nếu mà mình muốn nó đặc hơn thì các bạn có thể là mình múc nước bột bắp á, mình cho vào. Còn các bạn muốn cho nó lỏng hơn thì cứ việc chăm thêm nước vào ha. Lúc này thì các bạn sẽ cho mình vào đây là một chút xíu muối, khoảng 1/3 thì cà phê. Đây, xíu muối như thế này ha, để cho cái chè mình ăn nó đậm đà. Về cái lượng đường thì nó tùy các bạn. Ví dụ như mình muốn ăn ngọt nhiều thì mình cho nhiều đường. Như mình thì thường là với 3 trái bắp nếp, 1 trái bắp Mỹ, nấu 1 lít nước hơn 1 lít nước ha các bạn, thì mình sẽ cho nó khoảng 4 đến 5 muỗng canh đường. Đường phèn nha các bạn, đừng dùng đường cát ăn nó ngọt. Các bạn dùng đường phèn ăn nó sẽ ngon hơn. Nên mình cho khoảng 5 muỗng canh. Còn nếu mà nhà các bạn khẩu vị ăn ngọt nó ít á, thì mình cho ít lại hoặc là mình cho nhiều hơn. Khi nào mà cái bắp này nó chín rồi mình hãy cho vani ha, để cho cái món chè mà nó được thơm. Mình cho vani vào sớm quá thì chè nó mất đi cái mùi thơm của vani. Rồi bây giờ về cái chén bột bắp, chén nước bắp luộc á các bạn ha, mình cho vào đây khoảng 2-3 thìa cà phê bột bắp. Đây các bạn khuấy cho bột bắp nó tan đi. Lưu ý là cái nước này các bạn phải để cho nó nguội nha, rồi mình mới cho bột bắp vào. Nếu mà nước nóng mà các bạn cho bột bắp vào á, nó sẽ bị chín bột, nó vón cục lại. Đó, thì chút nữa khi mà các bạn nấu chè xong rồi á, các bạn thấy nó chưa có được đặc thì mình múc thêm ha, múc khi nào mà độ đặc nó vừa ý thì thôi. Ok, bây giờ trong thời gian nấu bắp chín thì mình sẽ đi nấu nước cốt dừa. Rồi bây giờ để nấu nước cốt dừa thì ở đây là mình có 200g nước cốt dừa lon. Các bạn có thể là mua nước cốt dừa nhất cũng được ha. Thì cái nước cốt dừa này nó sẽ tương đối là nó hơi béo, nên là mình cho thêm một chút xíu nước lọc vào để cho nó giảm bớt cái độ béo lại. Mình sẽ cho thêm 100ml nước nữa. Nào các bạn khuấy cho nước cốt dừa và nước lọc này nó tan ra, mình sẽ cho vào trong nồi. Muối thì các bạn sẽ cho mình nửa thìa cà phê ha, khoảng nửa thìa cà phê muối. Đường thì các bạn sẽ cho mình là 1 muỗng canh đường. Đây các bạn vừa nấu, bạn vừa khuấy như thế này. Khi mà đường nó tan hết và nước cốt dừa mình nó hơi sủi tăm lên. Nấu lửa nhỏ thôi nha các bạn, nó hơi sủi tăm lên ha. Thì khi đó mình sẽ múc nước bột bắp mình cho vào, để mình tạo cái độ sánh đặc cho nước cốt dừa. Tại vì chè này thì thông thường là trong chè nó có đã có đường nó ngọt rồi, nên là mình nấu cái nước cốt dừa này các bạn đừng cho nhiều đường quá ha, nó sẽ hơi có cái vị mặn mặn ngọt ngọt, thì mình ăn với chè nó sẽ đỡ ngán hơn. Rồi khi này các bạn thấy cái nước cốt dừa mình nó sủi lên rồi nè, và nó sôi sủi lên rồi và nó tan hết đường rồi, thì mình sẽ múc một vá bột bắp ha, mình cho vào. Nếu như mà các bạn thấy nó chưa có được sánh đặc lắm thì mình cứ múc thêm. Cái này thì nó tùy vào cái độ sánh đặc mà các bạn muốn thôi. Và khi mà các bạn cho bột bắp vào thì lúc mà nóng thì nó sẽ không có đặc nhiều, nhưng mà để nó nguội thì nó sẽ đặc hơn. Nên là các bạn cũng lưu ý ha, mình đừng có cho nó quá đặc. Thì khi mà các bạn múc ra các bạn để cho nó nguội á, thì ăn nó cũng không ngon ha. Mình sẽ cho thêm khoảng nửa vá nữa, nửa vá bột bắp nữa. Rồi ok ha, tắt lửa. Đó, thì mình chờ cho nó nguội một chút xíu thì nó sẽ đặc hơn. Đó, nó cốt dừa để mình ăn chè. Khi mà cái bắp các bạn nấu được khoảng 5 đến 7 phút rồi thì mình sẽ cho vào đây cái bó lá dứa nha. Mình đừng có nấu lá dứa lâu quá, tại vì nấu lá dứa lâu quá thì nó sẽ bị đắng. Nhiều bạn hỏi mình á, sao mình cho cái lá dứa nè, nấu lâu rồi nó bị đắng á. Nên là khi mà nấu thì các bạn cũng đừng có cho lá dứa vào sớm quá, thì nó sẽ làm đắng cái chè của mình. Thông thường thì các bạn nấu khoảng 15-20 phút thôi là cái bắp này nó chín rồi. Khi nào bắp mà nó chín rồi đó thì các bạn sẽ múc cái nước cốt dừa mình cho cái nước bột bắp này mình cho vào, để mình tạo thêm cái độ sánh đặc cho cái món chè bắp của mình nha. Rồi sau khi mà cái bắp mình nấu cho nó chín rồi đó các bạn, thì bây giờ mình cho cái bột bắp vào, cái nước bột bắp á, mình cho vào. Thì ví dụ như mình cho nó mỗi lần mình cho nó một muỗng canh như thế này nha, để coi là cái độ sánh đặc của nó như thế nào, rồi mình cho thêm. Chứ các bạn đừng có cho một lần, các bạn cho nhiều quá thì mình không có cứu được. Đặc quá ăn cũng không ngon ha các bạn. Mà chè bắp này thông thường thì nó phải sánh sánh một chút ăn nó mới ngon. Đó, rất là thơm luôn ha các bạn. Lúc này mình chưa cho vani ha. Khi nào mà nấu chín rồi đó, mình xong rồi đó, mình mới cho vani vào. Nói các bạn quan sát cái độ sánh đặc của chè nè. Nếu mà các bạn muốn đặc hơn, thích ăn đặc hơn nữa thì mình cho thêm một muỗng canh nữa. Ok ha, có thể là mình sẽ cho thêm một muỗng canh nữa. Rồi, tầm 2 muỗng canh này nó sẽ đặc. Rồi sau khi cho bột bắp rồi thì các bạn sẽ cho mình vào đây là một ống vani ha. Đó, thì như vậy cái món chè của mình nó sẽ rất là thơm. Sau khi cho vani vào rồi thì các bạn tắt lửa đi.
đừng có nấu thêm nữa ha. Nấu thêm nữa thì vani nó bay hết mùi à, nó sẽ không có thơm. Nè chè bắp này các bạn, làm rất là nhanh gọn đơn giản luôn. Sau khi mà các bạn nấu chè bắp xong á thì mình sẽ múc cho vào chén nè. Chè bắp này ăn nóng nó ngon ha các bạn ha, ăn lạnh cũng được nhưng mà ăn nóng thì nó ngon hơn. Nhiều người thì họ nấu chè bắp á, họ chỉ dùng một loại bắp thôi, nhưng mà mình thấy nấu hai loại thì ăn nó ngon hơn. Nó có bắp dẻo, bắp nếp á, ăn nó dẻo dẻo. Còn cái bắp Mỹ thì ăn nó giòn giòn và nó ngọt nữa. Rồi khi mà ăn thì mình sẽ chan lên đây khoảng nửa muỗng canh nước cốt dừa. Xong rồi đó các bạn, chè bắp. Các bạn thấy nấu tại nhà có nhanh gọn và đơn giản không? Ok, thì hy vọng qua video này Cường Cốt Khách đã chia sẻ với các bạn cách nấu chè bắp đơn giản tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món chè bắp này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.